Cho xin một bài kinh nữa. Chánh kinh tiếng Việt nha, chánh kinh Pali, rồi thì chánh văn sớ sớ giải. Rồi cái bài kinh này nó có cái đặc biệt thế này là đêm kia thì có một đêm đến đó, có một cái đêm đó giữa khuya như vậy thì cả cái chùa Kiền Viên sáng loà quang, thì có một cái vị thiên tử từ cõi đâu xuất nha, từ cái cõi đâu xuất xuất hiện đảnh lễ Đức Phật và đọc cái bài kệ này. Nè, đọc cái bài kệ này. Cái nguyên tử đó chính là ông Cấp Cô Độc nha. Cái bài kinh này, cái nguyên cái bài kệ này là của ông Cấp Cô Độc. Ông sống thọ, ông chết già. Trước khi ông chết thì mới cho người nhà đến gặp ngài Xá Lợi Phất. Ông nói rằng xin tôn giả Xá Lợi Phất đến gặp, đến cho ông Cấp Cô Độc gặp một lần cuối cùng, bởi vì ông yếu lắm rồi, ông không có qua khỏi nữa. Thì lúc đó ngài đến, ngài giảng cho ông nghe về một cái thời pháp và có nội dung tứ niệm xứ. Thì ông nghe xong ông khóc, thì ngài sẽ là khóc, rồi nói một người như ông vậy đó thì có cái gì mà sợ hãi, có cái gì mà tiếc nuối để mà khóc. Đức Thế Tôn đã từng nói là ông là một trong những cư sĩ đàn tính lớn nhất của Thế Tôn, chư Phật vị nào cũng phải có tối thiểu là một người đệ tử đàn tính như ông. Luôn luôn nhìn thấy từng bước đi của tăng chúng của Thế Tôn để mà hỗ trợ hộ trì kịp lúc. Một cái người như vậy đó thì có cái gì mà sợ hãi, có cái gì tiếc nuối mà ông khóc. Thì các vị nghe ông Cấp Cô Độc ông trả lời nó, như thế là lắm như sống. Ông nói con làm cư sĩ mấy chục năm mà vì lưu bu tục sự cho nên cũng chưa bao giờ nghe giảng về cái, một cái thời pháp có nội dung như thế này, dễ sợ chưa, đắc tu đầu quần ngon lành rồi. Chẳng chút cái xin đi chẳng xin lỗi đắc tu đầu quần rồi, diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ rồi, coi như là cái chuyện mà nên làm đó, thì vị này đã làm hết 99,9% rồi. Nghe tại sao tôi nói như vậy là vì thật ra mà nói cái chuyện mà vị Tu Đà Hoàn làm được á, nó nhiều gấp tỷ lần cái chuyện mà vị A-la-hán là cái vị tam quả làm được trước khi đắc A-la-hán. Là vì sao? Là vì cái chuyện mà mình kết thúc cái giai đoạn phàm phu để trở thành một bậc Tu Đà Hoàn, cái đó cái chuyện nó mới kinh hoàng, cái chuyện nó mới khó khăn. Chứ còn cái người mà từ Tu Đà Hoàn mà trở thành A-la-hán, cái chuyện đó là chuyện rất là đơn giản, bởi vì nước đã chảy vào máng xối rồi thì chạy đi đâu? Đã, nước mà nó chảy vào máng xối rồi thì nó chỉ có một đường nó xuống lâu thôi. Ở đây cũng vậy, cái người mà chấm dứt thân kiến, người nó không còn đường đi nữa, thưa quý vị, hết đường rồi. Cái bảy kiếp còn lại nó chẳng qua là cái trớn thôi. Cái chiếc xe này đã chạy 8.000 tỷ cây số rồi, bây giờ khi mà xe này thắng thì cái bánh nó lết thêm vài tua nữa thì thôi nha. Và chính Đức Thế Tôn đã giảng rằng là này các tỳ kheo, cái nỗi khổ niềm đau mà Tu Đà Hoàn bỏ lại sau lưng nó nhiều như cái dãy núi Himalaya, và những cái nỗi khổ niềm đau mà còn sót lại trước khi mà viên tịch đại niết bàn thì nó cũng ít như bảy cái hòn sỏi thôi nha, bảy cái hòn sỏi. Các vị tưởng tượng đi, bảy hòn sỏi nha, mà so với cái dãy núi nhỏ hơn 1/1.000 tỷ thôi. Hồi nãy tôi nói 1 tỷ là ít, nhỏ hơn 1/1.000 tỷ thôi. Ở đây cũng vậy, còn cái chuyện mà từ A Tu Đà Hoàn mà lên đến A-la-hán thì cái chuyện còn lại, tuy mình nhìn cái phiền não thấy 10 phiền não mà Tu Đà Hoàn chỉ có ba, mình nhớ ồ vậy còn là bảy nhiều lắm, phải thật ra ba là nó là ba cái chấm, còn mấy cái bảy cái kia là bảy cái phiền não, lúc đó là có cho vui à, có cho vui thôi. Yếu không đáng kể, cái quan trọng nhất chúng ta nhất điểm được cái thân kiến là coi như là sanh tử không còn đường đi nữa, còn mấy cái phiền não kia là có cho vui. Phải nói tôi biết tôi nói thì các vị nghe rất là ngạc nhiên thế, mà thật ra như vậy, cái thân kiến là cái quan trọng nhất, bởi vì cái thân kiến là cái gốc hết, cái gốc của ai, cái gốc của dục ái này, cái gốc của sân này, cái gốc của ngã mạn, của phóng vật, của vô minh, cái gốc hết. Thì cái thân kiến này mà nó mà dứt rồi là coi như là nhẹ nhẹ hiểu nha.
thì ông sau khi mà ông nói như vậy xong, ông khóc là khóc vì ông vui thôi. Xong rồi ông mới chết, rồi ông sanh về cõi của đâu sức, rồi ông mới trở xuống. Và trong kinh nói rõ rối rằng là ông rất, ông đặc biệt trong chư tăng, ông đặc biệt ông mến ngài Xá Lợi Phất là khủng khiếp, ông thương ông quý ngài một cách đặc biệt. Buồn vui trong đời đó là dĩ nhiên là đó là Đức Phật, nhưng mà có điều là Đức Phật là một cái đối tượng hơi hơi cao, hơi xa đối với ông. Mà cái người mà ông thấy khả kính mà gần gũi mát mẻ nhất, thân thuộc nhất đối với ông là ngài Xá Lợi Phất. Cái duyên tiền kiếp nhiều đời là hai vị là thường cộng nghĩa với nhau nhiều đời, gặp nhau đọc trong kinh bổn sinh thì mình sẽ thấy thì ngài Xá Lợi Phất với dân cấp của đọc ngài Mục Kiền Liên, ngài những cái vị mà đại đệ tử Đức Phật đó là những vị gặp gỡ nhau rất là nhiều. Chẳng hạn như có một cặp huynh đệ mà các vị không có ngờ, ví dụ như ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là trong nhiều đời đó là đi chung với nhau, hoặc là ngài Xá Lợi Phất ngài không gặp ngài Mục Kiền Liên thì ngài gặp ngài Anan. Rồi ngược lại Đức Phật cũng vậy, trong một kiếp tiền kiếp khi ngài còn là Bồ Tát, ngài đi rất là thường với ngài Anan hoặc là ngài Xá Lợi Phất. Để chưa hết, có một cặp này quý vị không ngờ, đó là ngài Rahulát và ngài Rahulát Rahulát và ai nữa, và ngài Ratthapala. Ngài Ratthapala, Ratthapala là cái vị mà sinh cha mẹ đi tu rồi cha mẹ không cho, rồi vì này nhìn đen thì cuối cùng cha mẹ sợ con chết mới đồng ý cho ngài đi tu, còn nhớ đó không? Ngài đi tu xong xuôi rồi thì ngài trở về làng cũ, thì cái cô tớ gái đó cổ là người nô lệ mà cũng đi ra đường cũng không dám nhìn lên. Bữa đó cũng bưng lên nồi cháo thiêu của đi của đỏ mà cũng đi cũng lầm lầm như đó bên Ấn Độ hồi đó, mà bây giờ cũng vậy, bên Ấn Độ bây giờ nó có một cái giai cấp gọi là giai cấp Dalit. Nó từ cái chữ Dalit đó trong Bali nhé, có nghĩa là kẻ khốn cùng nha, cái giai cấp này là kẻ khốn cùng đấy. Thì bây giờ cứ vô trong internet đánh chữ Dalit, cái giai cấp nên kêu Dalit caste. Thì cứ cổ ra đường cũng có em có cháu cứ đi đổ mà cổ cứ lầm vậy đó, cũng dám nhìn lên. Thì lúc đó ngài là một vị gia rồi, cũng biết ngài là một công tử ngoài đời thôi, chứ còn đâu biết, cô chưa thấy ngài xuất gia bao giờ hết. Cho nên ngài đi nghe ngài thấy cũng đúng thân cháu, ngài nói là cô ơi, nếu mà đó rồi để cần nhìn thì biết, ngài nói nếu mà cái thao cháu là đem đi đổ thì cô hãy đổ vào bác của tôi đi, dễ sợ ha. Phải nói dễ sợ thì cái câu chuyện người nhà nó làm cho tôi nghĩ ngoài a la hán phải là một cái quả vị có thật mới được, nó khiến cho một ông công tử mà có thể ăn được muốn có món đồ đó. Tôi xuất thân là người nghèo khó, mà tôi vô chùa thì cũng đâu ở chùa giàu sang, tôi sống cũng lương lạc, chứ tôi không thể ăn được những cái đồ mà nó quá tệ như vậy, đồ cũ đồ thiêu mà nó kinh hoàng như vậy. Có nghĩa là a la hán là một quả vị có thật ở đời, thì nó là một sự thành tựu tâm linh mà nó là tuyệt vời lắm, nó mới khiến cho một cái vị thánh có thể an nhiên tự tại mà đặt vào miệng những cái món ăn mà khó nuốt như vậy. Cái chuyện này rất là đáng để mình suy nghĩ. Như trong kinh đó ngày cái nhíp ngày đi bác trong cái xóm người cùi đó, nó ra để bác mà họ lóng ngóng như thế nào đó, mà cái lóng tay nó rớt vào trong bác của ngày, mà ngày tôi vẫn điềm nhiên thanh thản ôm mình bác về lụm cái lóng tay bỏ ra và cứ vậy mà thọ thực cái phần còn lại. Ví dụ lụm cái lóng tay bỏ ra mà thôi dễ sợ như vậy, mà đối với mình đó thì không có cửa rồi nha. Mình đó là tôi biết các vị biết tôi kỹ những cái kỳ lúc cái tô cái chén quý vị cầm giùm tôi, mà quý vị để cái ngón tay cái tôi bên trong á, quý vị nói hiểu không? Tức là cái mình cầm cái tô cái chén mà mình để cái ngón tay nó lọt vào trong, mình để cái dấu tay trong đó là tôi gót chết rồi ăn không có được. Là cái thứ hai nữa đó là cái ly nước chanh hay là cái ly nước cà phê đá mà nó bị lấy cái muỗng nó bị khuấy đó, mà cái chỗ tay cầm nó có mấy giọt nước nó nhiễu trở vô ly là tôi gót chết chứ. Tôi uống gớm cái đó lắm, giống như cái hơi gớm rất là lạ, tức là mình khuấy xong mình có những giọt nước từ cái chỗ tay cầm nó nhiễu xuống thì nó ở đâu nó ra, thì chắc chắn là nó từ trong cái ngón tay của vị nó đi ra. Nó gớm tới lúc chút là ở Việt Nam có những cái nhà vệ sinh mà mình ngồi trong hõm đó, mà cái sàn thì nó ướt nước sắp nó gớm chết được. Mà không phải bây giờ, mà ngày xưa cái đó tôi rất là sợ nha, sợ cái đó. Và có nhiều khi mùa mưa có mấy con trùng nó bò trên đó, nó bò lúc chút đó, mấy con trùng nó dưới đất nó lên
Trong khi đó đó thì trong khi đó thì một vị A-la-hán đó, một xuất thân nữa là cái người như quyền quý như người Rakappa đó, thì có thể kêu người ta lấy cái thao cháo, cái nồi cháo thiêu mà đổ vô trong bát của mình để về về ngày ngày dùng đó, thì phải nói cái chuyện này phải nói là quá sức tưởng tượng, quá mức tưởng tượng nha. Thì cái cô mà cô đổ lúc mà cô đổ thì xong cô cũng có chụp nhớ cái giọng nói này hình như quen quen, cô mới muốn mình có thấy ngài là cô vừa mừng vừa hết hồn, mới chạy riết từ nhà cô báo với bà mà chủ, mà nói bà ơi con thấy công tử về rồi, con thấy cậu hai về rồi, cậu hai về ở đầu làng nó phải đi dinh, cậu hai đi dinh đang ngủ ngoài đầu làng á. Thì bà nghe nó mừng quá sức đi, nó mừng quá, mà nó nếu mà đúng là cậu hai của mày á, là coi như ngày mai này kể từ hôm nay là mày không còn là nô lệ nữa, mà mày là con cháu nhà này, thậm chí mày có thể tự do tự tại mà đi lấy chồng lấy vợ tha hồ nha. Là coi như là bà mới cho hai chồng tất cả chạy ra gặp ngài. Bà mới mời hỏi tại sao ngài không về nhà, ở nhà ở đâu về, đại khái như vậy. Bây giờ tôi xuất gia không có nhà nữa, rồi xong rồi thì ông bà mới mời ngài về nhà ăn cơm bữa ngày hôm sau. Mà lúc đó mời mình về nó ta đã ăn xong, tôi đã ăn xong ngày hôm nay rồi, thì ta nói ví dụ như ngày mai mời con về nhà ăn cơm, ngày mai ngày về diễn dạy đó, trong Trung Bộ Kinh đấy nha, trong Trung Bộ Kinh, tại vì coi cái bài kinh Mora Tát Ta La Sút Tát, bài kinh nó rất là độc đáo. Thì cái vị này nè, Trung Bộ Kinh nó thêm cái Trung Bộ Kinh nữa chứ, Trung Bộ nha, thì cái vị này chính là một cặp bà trùng rất là thân với ngài ngài Ra Hôn Lát. Tức là cách đây 100.000 đại kiếp về trước, hai vị này là một cặp bản thân. À, thì một người tên A, một người tên B, nói vậy đi cho nó dễ nhớ. Thì ngày Ra Hôn Lát lúc đó là ngày có thờ một vị thầy là một vị đạo sĩ dạy, thấy chưa? Bữa hôm tôi đã nói rồi, trong kinh Phật cái chữ, trong kinh Pali cái chữ Tapasat, cái chữ này được nhắc đến nhắc luôn rất là thường, thường ghê lắm. Mà trong khi đó đó cái đề để nó ra mà dịch là cái gì, là đạo sĩ riết này, cái đôi khi đạo sĩ là chữ của tàu nha, chữ của tàu. Trong kinh kêu là tàu, nó sẵn là từ cái chữ tắp bát, là cái người sống đốt mình đó, sống đốt mình cho cái lý tưởng gọi là Tapasat. Nói vậy có nghĩa là những người cư sĩ mà tha thiết với Phật pháp cũng có thể gọi là Tapasat trong trường hợp này, trong cái ý nghĩa này, nghĩa là sống đốt mình cho đạo, hoặc là những vị sư mà trong trường hợp đặc biệt như mình bây giờ, những vị tinh tấn thiền định thì mình hoàn toàn có thể gọi là Tapasat, nghĩa là người đốt mình cho lý tưởng. Đấy. Thì hai cái ông bạn này, một ông đó là một ông thì ông thầy là một ông đạo sĩ đắc thiền, mà các ông hai người bạn này nè là mỗi người đều thờ ông đạo sĩ làm thầy hết, và cả hai ông đều đắc thần thông hết. Thì cái ông A đó, cái ông thầy của ngày Ra Hôn Lát, thì cái mỗi lần mà ông ăn cơm buổi trưa xong thì ông lại đi xuống dưới Long Cung, ở chỗ Long Vương ông nghỉ trưa dưới. Rồi con lâu lâu mỗi lần ông nói chuyện với ngài Ra Hôn Lát, ông nói thế này, ông nói trời dưới đẹp lắm con ơi, dưới nó đẹp lắm, cho nên ngọc ngà châu báu nó lầy ở trên đây đi kiếm một cục nhỏ xíu là chết lên chết xuống, còn ở dưới tôi nói nó đầy ấp ở dưới, rồi nhìn nó lấp la lấp lánh á, nhấp nha nhấp nháy, nó đầy ấp ở dưới đẹp lắm rồi. Cung vàng điện ngọc cứ nói chuyện biết cái ngày nó ra đâu lấy, nghe ngày mê đã không, nghe thích cái tâm mà nó ghim ở trong đó, ngày chết rồi ngày sanh vào cái cảnh giới rồng. Còn ông đạo sĩ kia là thầy ngà rất cấp bà lát, thì ông mỗi lần ăn cơm xong ông lên cõi trời đó, trời đau lại đó, ông nghỉ trưa trên cái khu vườn nắng đó bạn ấy, im chặt vào trong cái cảnh đó đấy. Cho nên sau khi ông chết ông cũng sanh về, về trên cõi đau lại đó. Thì lúc đó là nhằm cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Paramuttara, cái vị này ra đời chứ pháp độ sinh. Thì cái ngày đó Thất Bà lúc lá lúc đó nó ở trên cõi trời đau lại mà, thì chư thiên rần rần kế đi nghe pháp thì cũng đi nghe pháp, thì học thích lắm, cũng thích lắm, thích lắm. Thì cái bữa đó ông xuống cũng thấy cái Phật cái Paramuttara tán dương một cái vị đệ tử, ngài nói rằng trong hàng đệ tử của ta thì có cái vị này được xem là cái vị là xuất gia về niềm tin mà, xuất gia bản định gọi là cái niềm tin mãnh liệt nhất trong cái hàng xuất gia đệ tử xuất gia của Như Lai chính là vị này. Thì cái ngài Rất Thật Bà Lát lúc đó thì nghe thích quá đi, thích quá,
thì ngài mới nguyện những kiếp sau con mong được trở thành một vị tỳ kheo như vậy thôi, tức là đệ nhất niềm tin đệ nhất tín mộ. Thì Đức Phật tạo ký cho ông xong, ngài nói là 100.000 đại kiếp nữa sẽ có một vị Phật tên là Gautama ra đời, thì lúc đó ngươi sẽ là một vị tỳ kheo tên là Ratthapala, ngươi sẽ như vậy. Thì cái ngày Ratthapala sau khi được thọ ký xong thì ngài mới nhớ được người bạn thân của mình là ngài Ratthapala lúc giờ đang là một con rồng. Ngài mới xuống, ngài nói là tôi đã lễ Phật nghe pháp và được thọ ký như vậy đó, thì bạn cũng nên có một cái lần gặp gỡ cũng dường như Thế Tôn. Thì ngài Ratthapala lúc đó ngài mới mà ngài mới lên nghe pháp rồi ngài thánh Đức Phật về Long Cung đó mà trai tăng. Và Đức Phật Paramuttara ngài nhìn cái con rồng, ngài biết được cái căn tánh của con rồng đó, ngài biết, cho nên ngài cúi, ngài dắt theo cái một cái vị tỳ kheo vốn là con ruột của ngài trước khi đi xuất gia đó, ngài dắt theo, mà cái vị đó cũng có 32 tướng tốt y như ngài vậy đó. Thì xuống cái Long Cung thuyết pháp đó, thì lúc đó thì pháp xong rồi đó, dùng cơm xong rồi thì Đức Phật thường là luôn luôn ngài thuyết, ngài nói một ít giáo pháp cho cái người thí chủ xong ngày mới đi. Thì hôm nay thì ngày không nói mà ngày kêu cái vị tỳ kheo kia nói, cái vị mà trước đây là con ruột của ngài ngoài đời đó, nói trời đất ơi, con Long Vương nó nhìn cái vị tỳ kheo đó mà nó mê quá, mê trời đất ơi, cái gì đâu mà giống ý như Đức Bổn Sư, trời đất ơi, giọng nói rồi tướng đi, bàn tay bàn chân ánh mắt trời y chang, trời ông nhìn ông đắm đuối mê mẩn. Và sau đó là mới nguyện, ông nguyện là xin cho đời sau kiếp khác con được là một vị tỳ kheo y chang như vậy nè, cũng là con của một vị Bồ Tát kiếp chót như vậy đó. Thì Đức Phật Quan Âm Bồ Tát ngày quán xét cái nhân duyên thấy được cái quả nó sẽ thành, thì ngày mới thọ ký, ngày nó 100.000 đại kiếp nữa thì sẽ có một vị Bồ Tát tên là Tất Đạt, đó là cái thân chót để thành một vị Phật tên là Sakyamuni hay là Phật Gautama đó. Thì lúc đó ngươi sẽ là con của ngài nha, con của vị hoàng tử đó, trước khi đi xuất gia là vị đó con đứa con chính là ngươi sẽ là vị đệ nhất về cái hạnh hiếu học Sikkhakana, đệ nhất hiếu học có nghĩa là mỗi sáng thì phải gặp hốt một nắm cát, ngày tung lên ngày nói bữa nay ta sẽ học Phật pháp được bao nhiêu đây, mỗi ngày như vậy hốt một nắm cát ngày nói bữa nay ta học được bao nhiêu đây, dễ sợ như vậy. Thì hai người cứ như vậy đó mà coi như là trong suốt 100.000 đại kiếp cứ quẩn quẩn mà gặp nhau. Ok, thì bây giờ tôi nói qua nó riết một vòng xong rồi, bây giờ tôi quay trở lại, đó là bài kệ này là cái bài kệ mà ông cấp cô độc, thiên tử cấp cô độc đã xuống hầu Phật nha, và mới kể mà cái khu vườn cũng cúng dường mà cũng vui lắm, là rừng kỳ viên chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng tóc vương khiến tóc cô hoan hỷ, nghiệp minh và tâm pháp giới và tối thắng mạng, chính những diệu pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng nọ, không phải vì tài sản, do vậy bậc hiền trí thấy được lợi ích mình chánh giác sát tâm pháp như vậy được thanh tịnh, như ngài sẽ là phát tuệ giới và tịch tịnh chỉ cao đến bậc giác, ở đây là tối thượng. Thì đây là cái bài kệ mà ông đọc để mà ông ôn lại cái kỷ niệm đẹp nhất trong cái thuở mà ông còn mang thân nhân loại. Cái khu vườn này ngày xưa con đã cúng dường cho Thế Tôn và thắng thánh chúng, cái khu vườn này ngày xưa là chỗ mà con gặp gỡ và lại nghe pháp với ngài Xá Lợi Phất. Ông kể lại như vậy rồi ông đi về trời nhé. Và trong kinh nói ông đó là một người trong tiếng Bali gọi là Vakkarata, nghĩa là mê luân hồi. Ông cấp cục đập là một, và Quý Sa Kha là hai, Đức Tế Thích bây giờ trên Đa Lợi là ba, được gọi tiếng Bali gọi là Vakkarata. Chữ Vakkarata này có chấm dưới nha, chấm dưới hai chữ T, Vakkarata nghĩa là người mê luân hồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở đây có nhân vật là tự nhiên cười là sao ta? Có nghĩa là thay vì người ta đó, người ta chứng quả tu bồ đề xong là người ta lo vốn ráo, người ta đi càng sớm càng tốt. Còn ba cái vị này gọi là Vakkarata, nghĩa là mê luân hồi, có nghĩa là còn cái nấm níu, còn cái tiếc, không có chịu đi. Thấy nó đại khái như vậy,
Cho nên đó là trong kinh nói phải ba mươi mấy ngàn đại kiếp nữa. Tôi nhắc lại, ba mươi mấy ngàn đại kiếp nữa thì ba người này mới chứng quả là. Tại sao? Là vì họ đi cho bằng hết những cái chỗ có thể đi. Có nghĩa là Đức Thích bây giờ đó, trước đây thì khi mà ngày gặp được Đức Phật, mình lúc mới thành đạo là nhà lập Đế Thích già, rồi ngày xuống ngày nghe pháp xong ngày chết tại chỗ ngày trước mặt Đức Phật, các ngày chứng Bồ Đề Hoàng xong rồi ngày chết tại chỗ trước mặt Đức Phật, xong rồi mà trở lại là Đế Đàm Đế Thích trẻ, sống hết cái tuổi ở đâu lại thì mới trở xuống cõi người thì làm chuyển linh vương, sống hết cái tuổi chuyển linh vương thì mới trở về trời làm Đế Thích. Rồi từ cái cõi này ngày mới tu tập ngày chứng ngũ thiền, ngày mới sanh về cái cõi tịnh cư thấp nhất là cõi vô phiền, sống hết cái tuổi thọ cõi vô phiền, ngày mới sanh về cõi vô nhiệt, hết vô nhiệt rồi về đó thiện hiện, hết thiện hiện rồi sanh về thiện kiến, sống hết tuổi thọ cõi thiện kiến sanh về cõi sắc cứu cánh, và sống hết cái tuổi thọ sắc cứu cánh rồi đó mới chịu đắc a la hán, mới đi bàn, tổng cộng là ba mươi mấy ngàn đại kiếp. Và đó cũng chính là cái con đường ngoạn mục của bà Visakha vẫn có cô độc là quất ta đặt rồi, có nghĩa là cứ hãy còn đi được là còn đi, đi hòa như vậy đó. Có người thích gõ người thì họ muốn cho nó nhanh cho rồi, mình nói gì chứ ngậm ngùi đặt rồi đi liền ngậm ngùi, mà mình biết thêm nữa cũng chẳng được cái gì. Nhưng mà trong kinh kể có những vị mà đắc đạo, mà đắc đạo mà nghe tịnh sự gì là tột mạng, mà tôi gọi là chí mạng, tiếng Bali gọi là samasi si. Samasi si có nghĩa là sao? Samá là ngang, có nghĩa là tới từ tiếng samá là nó biết nói sao. Bạn một cái bó đũa, cái cây cao ra thấp, không nó bó đũa được kiểu để bà mình nó trả đây nó dẫn một nắm que, một nắm que gỗ cây cao ra thấp, rồi mình lấy cái cây mình dạt, mình lấy cái lưỡi cưa mình cắt ngang cho nó đều hết, thì cái đều đó được gọi là samá. Cái điều cài đặt ở đây nó gọi là sấm mát, không biết cái bị nghe kịp không, cái chữ sấm mát đây có nghĩa là giống, mà cũng nghĩa là có nghĩa là điều đặn. Si sát đây là cái đầu, sấm mát si sát đây có nghĩa là sao, có nghĩa là khi mà phiền não nó bị cắt đứt thì cái mạng sống của người này cũng kết thúc luôn, gọi là sấm mát si. Tiếng Việt Nam mình gọi là nhất tề nha, nhất tề có nghĩa là mọi thứ từ hai cái đã lên mà nó đều đi đến một cái tình trạng giống nhau thì gọi là nhất tề, giống như mọi người nhất tề đứng dậy, nó là cùng lúc đứng dậy như nhất tề nha. Thì cái sấm sĩ sĩ gọi là nhất tề giác ngộ, hoặc là chí mạng giác ngộ, chí là tới nơi phải chốn đó, có nghĩa là khi vị não kết thúc xong thì cũng có nghĩa là cái vị đó viên tịch luôn. Mà chỉ là thầy Đức Phật nhiều lắm, cái bị đau bệnh nhiều quá, cái phần đến mình bị giảng cho nghe, vị này vừa hết phiền não trở thành la hét xong rồi bùng hơi thở hết luôn. Gọi là samasi sát, samasi si, có nghĩa là gọi là nhất tề giác ngộ, hay là đắc đạo tột mạng, hay là đắc đạo chí mạng là đấy đó. Thì nó hơi buồn, ít ra thì cũng phải có thần thông đi dùng vòng chút rồi mới niết bàn nha. Như ngày ra hôm lát là niết bàn trên cõi trời, ngày ra hôm lát là niết bàn trên hư không giữa hai cái dòng sông nội ngoại ha, lại khác nữa. Còn ngày con đâm nhát thì niết bàn trong rừng Himalaya, chung quanh là chỉ có vô rừng thôi. Có những cái chết rất là ngậm ngùi, những chết rất là hiu quạnh. Thì ông thì tôi nói riêng là cấp cô độc là như vậy đó, ông là một cái người mà linh hồi còn lâu lắm nha. Bây giờ tôi chỉ ghi chú cho các vị một số chữ nhỏ nhỏ thôi, tại sao bây giờ mới có các bạn điều dạy giải thích đây. Nghiệp minh và tâm pháp, thì cái nghiệp ở đây đó là chỉ cho thánh đạo nha. Cái nghiệp ở đây là chỉ cho thánh đạo, tại trong kinh giải thích nghiệp ở đây là căm mân tí mắt cái chia tất ra, có nghĩa là cái tâm sở tư trong thánh đạo nha. Cái số tư trong thánh đạo nghiệp minh, còn cái chữ minh ở đây đó có nghĩa là cái sự hiểu biết bốn đế nha. Minh đó là sự hiểu biết bốn đế,
Rồi, đấy. Minh nó lại biết bốn đế. Nghiệp minh là cái gì tôi quên rồi, không biết. Nghiệp minh và tâm pháp. Nghiệp minh và tâm pháp. Nghiệp minh và tâm pháp. Ở đây có nhắc là một câu pháp cú dắt tháp Arahant tù vi ha rầm tí hả, để có nhắc đây câu này thì thấy tiện thì nhắc vậy thôi. Câu pháp cú này nè, câu pháp cú này mình biết câu pháp cú số mấy quên rồi, câu pháp cú số 98 nha, 98. Trong kinh Pháp Cú, cái bản dịch của Sư Tâm Cao có câu này là làng mạc đen núi rừng kia và thung lũng làng nọ lối về non cao. Bậc La Hán trú nơi nào thì dân cư chốn ấy siết bao an lành. Đó là cái câu dịch thoát. Bậc La Hán trú nơi nào thì dân cư chốn ấy siết bao an lành, là dịch thoát. Còn ở đây đó, trong dịch sát bản Bali đó là dắt thoát Arahanto với Haramti. Bậc A La Hán sống ở nơi nào thì tăng phu mít ra manh này và các, thì cái chỗ đó là cả một cái miền đất đáng để được vui thích của người đất, rất là đáng sống. Ở đâu có vị A La Hán thì chỗ đó là đất đáng sống. Phu mít ra manh này và các, ra manh này và các là đáng vui, đáng thích, đáng để mình xứng đáng để mà mình được vui vẻ, được an lạc ở chỗ đó. Làng mạc hay núi rừng kia và thung lũng nọ lối về non cao, bậc La Hán trú nơi nào thì dân cư chúng ấy siết bao an lành. Thì chữ La Hán ở đây là chỉ những vị mà thấm nói chung vậy đó, chứ không hẳn là phải exactly là tứ quả nha. Bậc La Hán là chỉ bậc thấm, bậc La Hán trú nơi nào. Còn cái pháp ở đây đó là chỉ cho những cái gì mà chi với tăng, chi với tâm một tâm mình để cái gì nè, cái gì nè, cái gì nè, không phải bây giờ mà đại khái như vậy đó, đại khái như vậy. Đây, không có gì mà giải thích được hết. Thì kinh không có gì giải thích đặc biệt hết. Thì kinh không có gì giải thích đặc biệt hết. Tức là nguyên bài kinh là chỉ nói đến ba chuyện thôi. Cái nghĩa là đây là cái chỗ ở của thánh chúng, chỗ ở của Thế Tôn. Và ông tán thán, ông nói về cái nội dung của một cái đời sống hiền thánh. Là trong đời sống đó đó, trong đời sống đó đó thì có giới, có định và có tuệ. Thì giới ở đây đó thì các vị biết rồi, giới ở đây nếu nói theo Atidam ấy tức là giới phần ấy, còn mà nói theo tạng luật tạng kinh ấy, thì giới đó là cư sĩ giới và xuất gia giới. Còn định ở đây thì chỉ cho ba cái chi, đó là ba chi thánh đạo. Định ở đây thì chỉ cho là cần niệm định, nó thử về chi trong bát chánh đạo. Ở đây ta ông tóc đọc nó ba điều nhé. Giới định tuệ mộng nói đây đó là ông chia ra cho ba tam học trong bát thánh đạo là đã ghi giùm tôi nha. Trong cái bài kệ này cũng đọc cũng nói như vậy đó, nguyên bài kệ này cũng nói như vậy đó. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về chánh định. Tôi nhắc lại, giới đây là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới. Còn định đây là niệm cần định. Đã, niệm cần định, ba cái chỉ đạo niệm cần định nó thuộc về định. Còn chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ, nhớ nha.
Và nội dung mình kể là như vậy. Và bây giờ đã là 6 giờ rưỡi rồi, tôi phải nghỉ rồi. À, thầy, chào sửa sổi đi.